Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong những ngày hết sức là phước hạnh mà Chúa Ngài đã nghe, đã đáp lại với lòng mong ước của chúng ta. Thank God that we're in such a blessed day that God has heard our cry and our desire. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại, Chúa Ngài thành tín bày tỏ sự hiện diện của Ngài với chúng ta. Và làm những công việc kỳ diệu của Ngài. We thank you, God, that each time we gather together, God is faithful and He reveals His presence to us. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta chẳng những được phước ở trong ngày Chủ nhật mà trong các buổi nhóm ở trong tuần của chúng ta đều được Chúa Ngài ban phước cho chúng ta một cách mạnh mẽ. We thank you, God, that not only do we experience His presence on Sunday, but each of every day and weekday that we hear God's presence so strong. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chẳng những chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa tại đây mà nhiều người những nơi khác cũng kinh nghiệm được ở trong ơn của Chúa. We thank God that not only us here we experience the blessing of God, but also many people from around surrounding areas. Chúa Ngài đang tìm những con người để Chúa có thể sử dụng và đại dụng họ. God is searching for people that God can use and will use them. Và chúng tôi có dịp để tiếp xúc thông công với các đầy tớ của Chúa ở các nơi khác, ở những vùng khác của thế giới. And so we had opportunity to be in fellowship with the servant of the Lord in various regions of the world. Một trong những người mà chúng tôi được dịp nói chuyện ở trong những ngày qua là Mục sư Don Martinell. And one of the servant that we were able to speak with was Pastor Don Martinell. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì ông làm chứng lại với tôi để xác nhận rằng Chúa Ngài đang làm việc ở nhiều nơi khác của thế giới của chúng ta. And so we thank God that he testified that God is working miraculous things all over the world. Một trong những địa điểm mà Chúa Ngài đang làm việc qua chức vụ và đời sống của ông là ở tại Queensland, ở tại Australia. And one of the area that God is working through his life is in Queensland, Australia. Cảm ơn Chúa ông làm chứng lại với chúng tôi. And thank God that he testified with us. Đó là trong một buổi nhóm ông giảng cho một nhóm thanh niên. And in a night he shared with a young adult, teenage. Trong lúc ông kêu gọi thì có một sự đáp ứng rất là lạ lùng. And so when he called, there was a very strange response. Đó là 160 em đã đáp ứng lại với lời kêu gọi buổi tối hôm đó. And 160 young men and girls had came to God. Và ngày Chủ nhật thì họ làm báp têm thì có thêm 20 em nữa tham gia. Tức là 180 em đã nhận báp têm nước ở trong một ngày. And on Sunday, 20 more came to receive baptism of the water, and so a total of 180. Cảm ơn Chúa vì hội thánh ở tại đó được khích lệ lắm và cứ mời Mục sư Don trở lại Australia để hầu việc Chúa với hội thánh. Cứ mỗi hai tuần thì ông đến ông chia sẻ một lần. And so we thank you that the church there was very encouraged, and they keep inviting Pastor Don Martinell, and every 2 weeks he would share the message. Và như chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em, nếu không có gì thay đổi thì tháng 4 ông cũng sẽ đến để đem những phước hạnh của Chúa đến và cộng lại để đầu tư vào nơi chúng này như Chúa Ngài đang ban phước trên chúng ta. And so if nothing changed, as I have shared with the congregation, on April he'll come here and then he will add into the fire that's here. Vì ông thấy cũng sự thúc đẩy từ nơi Chúa để đến và dự phần vào công việc của Chúa ở tại đây. And because he's been moved by the Holy Spirit to come here and to be a part of what's happening here. Anh chị em, Chúa Ngài làm những việc rất là lạ lùng. Brother and sister, God is doing miraculous things. Và chúng ta cũng nghe những lời làm chứng từ quê nhà của chúng ta. And we also heard about testimony about our homeland. Chúng tôi trong tuần trước có nhận được một cái tin nhắn từ nơi mục sư Barnabas ở tại Việt Nam. And last week we heard a short message from Pastor Barnabas from Vietnam. Ông chia sẻ với chúng tôi những điều mà cá nhân tôi rất là được khích lệ. And he shared a testimony that I myself was personally very encouraged. Ông chia sẻ, thưa mục sư, tụi em mới đi thăm và tặng quà Tết cho mấy hội thánh của người sắc tộc. And he shared that Pastor, we've just went out and gave gifts of New Year. Chúng em đã đến nơi em Vịnh mà trước đó ở tại VCC đang học vị Chúa. And these are the one that had been part of the VBC that were serving there. Vịnh là một thanh niên mà trước đây nhiều năm tôi có làm chứng cho anh chị em. Em là một trong những người
rất là số rất là nhỏ. Bệnh của em không được giải quyết, trong khi những người khác thì hôm đó có hơn 500 người đã được chữa lành. Nhưng mà Vịnh là một trong những người mà chúng tôi công bố sự chữa lành của Chúa nhưng không có chuyện gì xảy ra. And so Vịnh was one of the one that didn't receive the healing, very small. And there was 500 people that received and he was the one that did not receive any healing. Lý do là bởi vì em có một cái chiếc áo thun mà chúng tôi, khi em mặc cái áo gió ở bên ngoài thì chúng tôi không thấy được. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi đến gần và cầu nguyện cho em thì thấy là em có đeo một cái sọ người ở trên cái áo thun của mình. It's a skull. Skull, okay, skull. And so the reason why it happened was that he had a t-shirt and he was clothed and we couldn't see that it was a skull that he was wearing. Và khi chúng tôi thấy và khuyến khích em là hủy bỏ cái hình đó ở trên cái áo của em thì lập tức em được chữa lành. And as soon as we encouraged him to get rid of that t-shirt, and immediately he was healed. Tôi nhớ khi em biết là chúng tôi nói rằng đây là cái vật ngăn trở khiến em chưa nhận được sự chữa lành, thì em đã xé cái áo thun đó ra và cảm ơn Chúa lập tức em đã được chữa lành ở trong ơn của Chúa. And so when we let him know that this is something that is hindering him from receiving the healing, and immediately he tore the shirt and the healing came. Hội thánh mà chúng ta đang nghe câu chuyện này là nơi Vịnh đi về khi trở về Việt Nam thì đang học vị Chúa với hội thánh ở tại đó. And so the church that we're hearing this good news is from Brother Vịnh when we went back, he went back to Vietnam and he's serving there. Nhân vật chính ở trong lời làm chứng này đó là một sư Barnabas cho chúng ta biết có một trưởng lão tên người sắc tộc đã có cơ hội đến để dự đại hội với chúng ta ở tại Malaysia. And in one of the members there is an elder that was serving there in even serving in Malaysia with us. Oh, he came to attend, he came to attend the conference. Yeah. Trong khi ông chia sẻ với chúng ta đó là ông làm chứng lại rằng lúc mà ông đến dự đại hội ở tại Malaysia đó thì hội thánh của ông làm hội thánh truyền thống có khoảng chừng 50 cho đến 60 người. And so he was sharing with us that his church is a conservative church, has about 50 members. Sau khi ông tham dự đại hội về và được mục sư Khánh trực tiếp cầu nguyện và sức dầu. And after receiving the anointing at the conference from Pastor Khánh, thì ông trở về và ông được Chúa dùng một cách lạ lùng trong việc chứng đạo. And he returned to his church and God used him miraculously in evangelism. In evangelism. Và phát triển hội thánh của Chúa. And the church exploded. Sau 8 năm thì bây giờ hội thánh của ông đã lên đến 600 người. And after 8 years, the church is up to 600 members. Tức là tăng gấp 10 lần trong 8 năm. So it exploded to 10 times. Và cảm ơn Chúa. Và ông cũng có một cái kinh nghiệm là ông vừa mới bị đột quỵ và Chúa ngài chữa lành cho ông một cách kỳ diệu. And so one of the things that he's having a heart attack. A heart attack. He had a heart attack, and God healed him miraculously. Và ông khoe với mục sư Barnabas là ông với mới vừa chạy xe máy trở lại trong một tuần. And he shared with Pastor Barnabas that it just this past week he started riding his motorcycle again. Và ngày đầu tiên khi ông đi ra làm chứng trở lại thì đã có 5 người tin Chúa. And so the first time he go out to do evangelism again, there was 5 or 50. Five people. Accept the Christ. Và Vịnh làm chứng rằng bây giờ ông đi đâu thì quyền năng của Chúa làm việc với ông. Ông như là quét những cái người yếu đuối nguội lạnh trở lại trong hội thánh của Chúa và Chúa ngài sử dụng ông một cách rất là đặc biệt. And so Vịnh shares that wherever he goes, he's like sweeping all the backslider and back, and everybody's back on fire again. Ông bảo mục sư Ba thì đã Barnabas đã gặp được rồi. Bây giờ thì không biết bao giờ mới có dịp để gặp lại mục sư Khánh. And so he said to Pastor Barnabas, I don't know when I'm going to see Pastor Khánh again. Anh chị em, tôi chia sẻ điều đó để nói lên một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta học ở trong buổi tối hôm nay. And I share that to speak about a very important topic that we learning today. Đó là kết quả của việc chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh. The result of our infilling of the Holy Spirit. Và khi chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh. And so when we are full and overflowing with the Holy Spirit, thì những việc chúng ta làm sẽ đem lại những kết quả rất là lớn lao. And so the work that we do will bring great progress. Ngay cả khi chúng ta không biết những cái tin tức đó một cách trực tiếp. And a lot of times we don't even know that immediate result. Nhưng mà chúng ta biết chắc một điều đó là
Chúa Ngài làm việc xuyên qua chúng ta và đem lại kết quả trên nhiều cuộc đời. But we know for sure one thing is that God is working through us and bring great result. Khi nói đến quyền năng của Chúa, when we talk about the authority of the power of God, thì trong Kinh Thánh có nói đến một cái quyền năng gọi là quyền năng cảm động trong chúng ta. And one of the things that God talks about is the power to work within us. Ở trong thư Ephesians chương 3 câu số 20 nói đến lẽ thật này. In Ephesians 3:20 it speaks about this truth. Vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ephesians 3:20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask and think, according to the power that works in us. Bởi quyền lực cảm động trong chúng ta. Because of the power that's working in us. Anh em, đây là một lẽ thật mà chúng ta cần được nhắc nhở luôn. Brother and sister, this is a truth that we need to be reminded. Đó là quyền năng, quyền lực cảm động ở trong chúng ta đó. That is the power that's within us. Có thể làm trỗi hơn vô cùng, tức là không có giới hạn. Can exceed abundantly, limitless. Tất cả những việc chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. All the things that we can ask or think of. Đây là quyền năng của Đức Thánh Linh. This is the power of the Holy Spirit. Đức Thánh Linh Ngài có mặt từ buổi sáng thế. The Holy Spirit was from the very beginning. Là quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. And it's the great authority power of God. Ngài vận hành trên mặt vực và khi nghe Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng thì Ngài đã đem sự sáng đến ở trên thế giới của chúng ta. And he worked within the mist and when God the Father declared let there be light and there was light in the earth. Quyền năng của Đức Thánh Linh là quyền năng của sự sáng tạo. The power of the Holy Spirit is the power of creation. Ngài đã làm những công việc lạ lùng. And he does miraculous things. Và Chúa Ngài bày tỏ ra quyền năng của Ngài trong đời sống của hội thánh của Chúa. And so he revealed his power and authority in the life of the church. Và một khi chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh, and when we are filled with the Holy Spirit, nghĩa là chúng ta để cho Chúa tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Meaning that we allow God to work freely within our life. Thì chính quyền năng của Đức Thánh Linh, and so the power of the Holy Spirit, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. He can do abundantly, exceedingly above what we can ask or think. Chúng ta biết ở trong sách Công Việc Sứ Đồ đã ghi lại cho chúng ta công việc của Đức Thánh Linh làm việc qua hội thánh của Chúa. And we know in the book of Acts written many things that the apostle did through the work. Ở trong Công vụ chương 4 câu 31 đến 33. In Acts chapter 4 verse 31 to 33. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động. Ai nấy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời một cách giản dị. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Và người tin theo đông lắm cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ và hết thảy đều được phước lớn. With great power, the apostle continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. Câu 33 cho chúng ta thấy là quyền phép rất lớn. And so verse 33 shows us that the great power. Quyền năng thì đã là quyền năng rồi mà còn quyền năng rất lớn. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây, khi Đức Thánh Linh Ngài tự do hành động, Ngài có thể thể hiện quyền năng rất lớn của Ngài để đem lại những kết quả lớn là như vậy. Power is power, but here we see great, great power. So when we allow the Holy Spirit to work within us, we see great power manifest forth. Anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài hứa và Ngài sẵn sàng để đến ở trên chúng ta, mặc lấy quyền phép trên chúng ta để chúng ta được kết quả cho Chúa. Brother and sister, God promised and he is willingly to pour out this anointing and power upon us when we're ready. Và Ngài sẵn sàng để hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. And he is willing to work through our life. Anh chị em thấy sự lan tỏa ra khi Chúa Ngài đầy dẫy trong chúng ta và chúng ta để Ngài tự do hành động sẽ ảnh hưởng trên nhiều cuộc đời cũng như những nơi khác nhau. And so when we freely allow him to work within us, we're going to see great results in our life and many areas as well. Tôi cảm ơn Chúa vì đặc ân được kinh nghiệm được sự đầy dạy Đức Thánh Linh và đem chia sẻ phước hạnh này cho nhiều nơi. And so thank God that we experience this and we're able to share the blessing to many area.
chúng ta còn nghe nhiều nhiều lời làm chứng khác nữa về những việc kỳ diệu Chúa Ngài đã làm. And so we hear about a lot of testimony about the miraculous thing that God is doing. Chúa Ngài làm việc một cách lớn lao ở giữa các anh chị em của chúng ta. And God is working great among our brothers and sisters. Và ao ước của chúng tôi là tất cả chúng ta đều cũng sẽ được vận hành trong cùng quyền năng này. And my desire, our desire is that each and every one of us take part in this great power and authority. Và tôi tin rằng Chúa Ngài cũng mong muốn điều đó cho chúng ta. And I believe that God wants that, desires that for us. Vì Đức Chúa Trời của Phi-rơ, Đức Chúa Trời của Phao-lô, của các thánh đồ, chúng ta biết rằng cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Because we know that the God of Peter, the God of Apostle Paul is the same God that we serve. Một quyền năng cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. The power that is working within us can exceed abundantly beyond what we can ask or think. Tôi chia sẻ với anh chị em cái sứ điệp này, bài học này để khích lệ chúng ta. I share this truth and this message to encourage each and every one of us. Hôm Chủ nhật chúng ta nói đến việc chúng ta đáp ứng lại với mạng lệnh của Chúa là vùng dậy và tỏa sáng ra. And so Sunday we share about the message and responding to God about rising up and shining. Chúng ta thấy đó là công việc lan rộng ra trong mức độ đến ở bên ngoài chúng ta. And that is thing that we are expanding outside of ourselves. Nhưng mà tối nay thì chúng ta cùng suy nghĩ và xem công việc của Chúa làm việc ở bên trong chúng ta, và để rồi chúng ta được đầy dẫy và chúng ta san sẻ ra, bởi vì như lời của Chúa là sự sáng của Chúa đã đến ở trên chúng ta. And so today we're gonna look within ourselves, and so that God will allow to inflow in us, so that the light will just shone out. Và khi sự vinh quang của Chúa mọc lên trên chúng ta, khi Thánh Linh của Chúa đến ở trên chúng ta và đầy dẫy trên chúng ta có thể tỏa sáng một cách kết quả trong ơn của Chúa. And so when the glory of God is within us and that it grows in us, then we can shine according to His will. Nên chúng ta sẽ nói đến sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và kết quả cùng đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh. And so we'll talk about the inflow and the overflowing of the Holy Spirit and the results of the overflowing of the Holy Spirit. Có năm hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được ở trong buổi tối hôm nay về một cuộc đời được đầy dẫy Đức Thánh Linh. And there's five things that we can see of a person that is overflowing with the Holy Spirit. Thứ nhất, chúng ta thấy người đầy dẫy Đức Thánh Linh hết lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu. The first is that when we see a person that's overflowing with the Holy Spirit, they overwhelmingly love Jesus Christ. Đức Chúa Giêsu Ngài giới thiệu về sự đến của Đức Thánh Linh như thế này. Lord Jesus Christ introduced the coming of the Holy Spirit in this way. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu số 14. In John 16 verse 14. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. Đức Thánh Linh Ngài bước vào trong cuộc đời của chúng ta. So when the Holy Spirit steps within our, into our life, và chúng ta được đầy dẫy chính mình Ngài, and we are overflowing with him, thì chúng ta cũng sẽ đầy dẫy tấm lòng yêu mến Chúa Giêsu, cứu Chúa của chúng ta. And then so we will be overwhelmed with the love for Jesus. Anh chị em, chúng ta chắc chắn là biết những người cũng như trước đây chúng ta đã từng kinh nghiệm, đó là tấm lòng yêu mến Chúa của chúng ta nó dời đổi theo thời gian. And then, so brother and sister, we've experienced in the past that our love for God, it changes over time. Lòng yêu mến Chúa của chúng ta nó bị dao động theo hoàn cảnh. And it shakes based on circumstances. Tôi tin rằng trước ngày lễ ngũ tuần thì Phi-rơ yêu mến Đức Chúa Giêsu. I believe that before Pentecost, Peter loved Jesus. Vì trong Giăng chương 21, Phi-rơ nhấn mạnh và tái xác nhận sự thật của tấm lòng yêu mến Chúa của ông. Because remember in John 21, Peter keeps saying, I love Jesus. Nhưng mà ngày lễ ngũ tuần đó thì chúng ta tin rằng sau ngày lễ ngũ tuần thì tình yêu của Phi-rơ đối với Chúa Giêsu lại càng mãnh liệt hơn. But I believe that after Pentecost, the love of Jesus among Peter is probably overwhelming. Và chúng ta thấy cái câu chuyện cũng như cái quyết tâm hầu việc Chúa của Phi-rơ đã bày tỏ ra lẽ thật này. And then so we see the testimony, the life of Peter reveal this truth. Hoàn cảnh mà ông đối diện rất là khó khăn. And he faced hard circumstances. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự đối đáp của ông cũng như cái quyết tâm của ông, chúng ta chỉ có thể giải thích được khi ông đầy dẫy Đức Thánh Linh. And so when we see his life, and we can only explain because of the inflowing, the overflowing of the Holy Spirit. Chúng ta cùng xem ở trong Công vụ chương 5 từ câu 17 cho đến câu số 42. Let's look at Acts chapter 5 verse 17 to 42. Bây giờ thầy lấy lễ thượng phẩm và những kẻ theo ông,
tức là phái Sa-đu-xê đầy lòng ganh tị, đứng dậy bắt các sứ đồ giam vào ngục. And then the high priest rose up and all those who were with him, which was a sect of Sadducees, and they were filled with indignation. Nhưng ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa ngục đem các sứ đồ ra và dặn rằng: "Hãy đi, đứng nơi đền thờ và rao giảng cho dân chúng mọi lời của sự sống này." And they laid their hands on the apostles and put them in common prison. But at night, the angel of the Lord opened the prison door and brought them out and said, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life." Nghe thấy các sứ đồ đi vào đền thờ vừa lúc rạng đông và bắt đầu dạy dỗ. Khi thấy các thầy tế lễ thượng phẩm và đoàn tùy tùng đến, họ triệu tập hội đồng với tất cả các trưởng lão của dân Israel lại, rồi sai người vào ngục để dạy các sứ đồ đến. And then they heard this, they entered the temple early in the morning and taught. But the high priest and those who came, he came and called the council together and all the elders of the children of Israel sent to the prison to have them brought. Nhưng các người thừa hành vào trong ngục không thấy các sứ đồ tại đó liền trở về trình rằng: "Chúng tôi thấy ngục đóng rất là cẩn thận và lính canh đứng trước cửa, nhưng lúc mở ra thì chẳng thấy một người nào ở trong đó." But when the officer came and did not find them in the prison, they returned and reported, saying, "Indeed, we found the prison shut securely and the guards standing out before the doors. But when we opened them, we found no one inside." Viên quản lý đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe những lời ấy thì bối rối về các sứ đồ và không biết việc này sẽ ra sao. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they wondered what the outcome would be. Những con người đến báo với họ rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ tù bây giờ đang ở trong đền thờ dạy dỗ dân chúng." So one came and told them, saying, "Look, the men who you put in prison are standing in the temple and teaching the people." Viên quản lý đền thờ với các nhân viên liền đi đến nơi và bắt các sứ đồ dẫn đi, nhưng không dùng bạo lực vì họ sợ dân chúng ném đá. Then the captain went with the officer and brought them without violence, for they feared the people, lest they should be stoned. Họ giải các sứ đồ đi và đem đến hội đồng thầy tế lễ thượng phẩm, tra hỏi các sứ đồ rằng: "Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó để dạy dỗ, thế mà các anh đã làm cho Jerusalem tràn ngập giáo lý của mình, lại còn muốn cho máu của người ấy đổ lại ở trên chúng tôi nữa chứ?" And when they brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, "Did we not strictly command you not to teach in this name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine, and indeed to bring this man's blood on us." Phi-rơ và các sứ đồ trả lời: "Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta." But Peter and the other apostle answered and say, "We ought to obey God rather than men." Đức Chúa Trời của tôi phụ, chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. The God of our father raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên phải Ngài làm vua và cứu Chúa, ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Him God has exalted to his right hand to be prince and savior, to give repentance to Israel and the forgiveness of sins. Chính chúng tôi là những nhân chứng cho các việc ấy cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài. And we are his witness to these things. And so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Khi nghe những lời này thì họ giận điên lên và muốn giết các sứ đồ. And when they heard this, they were furious and plotted to kill them. Nhưng có một người Pharisee tên là Gamaliel, giáo sư về luật pháp, được tất cả dân chúng kính trọng, đứng lên giữa hội đồng và truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lúc. Then one in the council stood up, a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law held in respect by all the people, and commanded them to put the apostle outside for a little while. Rồi ông nói với họ: "Thưa đồng bào Israel, hãy cẩn thận về cách quý vị đối xử với những người này." And he said to them, "Men of Israel, take heed to yourself what you intend to do regarding these men." Câu 36: "Trước đây Thiuda dấy lên xưng hùng xưng bá, có độ 400 người theo nó, nhưng nó bị giết và tất cả những kẻ theo nó đều tan rã không còn gì cả." For some time ago, Thaddeus rose up claiming to be somebody, a number of men about 400 joined him. He was slain and all who obeyed him were scattered and came to nothing. Sau đó cũng có Judah người Galilee dấy lên vào thời kiểm tra dân số và lôi kéo nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết, tất cả những kẻ theo nó cũng bị tan lạc. After this man Judas of Galilee rose up in the days of the census and drew away many people after him. He also perished and all who obeyed him were dispersed. Bây giờ tôi xin quý vị hãy tránh xa, tôi khuyên quý vị hãy tránh xa những người này. Cứ để mặc họ,
Vì nếu mưu định và công việc này đến từ loài người thì sẽ bị thất bại. And now I say to you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this work of men, it will come to nothing. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời mà ra, thì quý vị không thể nào tiêu diệt họ được. Trái lại, quý vị liều mình chiến đấu chống lại Đức Chúa Trời. But if it is from God, you cannot overthrow it, lest you be found to fight against God. Vậy họ nghe theo lời khuyên của Gamaliel, họ gọi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn và cấm lấy danh Đức Giê-xu mà giảng dạy rồi thả hai ông ra. And they agreed with him, and when they had called for the apostle and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Vậy các sứ đồ rời khỏi hội đồng, vui mừng vì đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Hằng ngày trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền tin lành của Đức Giê-xu là Đấng Christ. So they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. And daily in the temple and in every house, they did not cease teaching, preaching of Jesus as the Christ. Chúng ta thấy ở đây sứ đồ Phi-rơ cũng như các sứ đồ đối diện với một cái sự bắt bớ và một sự đe dọa rất là lớn. And so we see here Apostle Peter and all the apostles face this persecution. That is great. Chúng ta nhớ trước ngày lễ ngũ tuần khi Chúa Giê-xu bị bắt thì Phi-rơ chối Chúa, còn các môn đồ khác thì đã bỏ chạy bỏ Chúa một mình. And then, so you remember before Jesus was crucified, we see that Peter denied Jesus and all the apostles ran and ran away. Nhưng mà đây sau khi họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy lòng yêu mến Chúa của họ và sự vững vàng của họ đã bày tỏ ra trong cái cách mà họ đối diện với thách thức khó khăn này. And so we see here, even though facing this great persecution, they weren't scared. Và chúng ta thấy bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mà Phi-rơ có thể đứng vững ở trong ơn của Chúa và trong ơn của Ngài lại tiếp tục mở mang đạo của Chúa thay vì bỏ chạy. And so we see because of the power of the Holy Spirit, Peter can continue to boldly proclaim the good news. Đức Thánh Linh đã bước vào trong đời sống của Phi-rơ và bày tỏ về Đức Chúa Giê-xu cho ông. And then, so the Holy Spirit stand in the midst of Peter and to reveal Jesus in his life. Công vụ chương 2 chúng ta nghe ông giảng thì bài giảng của ông đầy dẫy Đức Chúa Giê-xu trong đó. And then, so in Acts chapter 2, when Peter shared, we see that his message was filled with the power of the Holy Spirit. Điều này cũng cho chúng ta thấy ông thật sự yêu Chúa Giê-xu. And so we see here that Peter truly loved God. Bởi vì ai là người mà chúng ta yêu mến, chúng ta sẽ nói rất nhiều về người đó. Because when we love someone, we share a lot about them. Ở lại đây chúng ta thấy rằng bị cấm đoán, bị đánh đòn, không cho giảng về Đức Chúa Giê-xu và lấy danh của Ngài để phục vụ, để hành động, các sứ đồ vẫn tiếp tục làm công việc mặc dù bị cấm đoán. And so in these circumstances we see that the council, they forbid Peter to share the name of Jesus. They beat Peter, but yet Peter continued to share. Anh chị em, hơn bao giờ hết chúng ta cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh để có một tấm lòng yêu mến Chúa như mức độ này. Brother and sister, no more important than today that we need the filling of the Holy Spirit to love Jesus. Bởi vì có một cái cách đối xử với cơ đốc nhân ở tại nước Mỹ này đang bày tỏ ra một cái sự quan ngại lớn cho chúng ta. And so because of the attitude about Christians in the United States, there is a great hindrance. Hôm nay tôi có xem một cái bản tin mà cho chúng ta thấy cái điều này là điều mà chúng ta cần phải có sự chuẩn bị một cách chắc chắn. And this today I was watching a video and it reminded me of this firm truth that we need firmly in our life right now. Chúng ta biết tuần trước có những người trốn qua biên giới của nước Mỹ này một cách gọi là trốn lậu đó, thì họ đã đánh hai cảnh sát ở tại thành phố New York. And so we know that last week when the illegal immigrants were coming over the border and they beat two police officers in the city of New York. Anh xem khi họ bị bắt cái tội đánh cảnh sát, nhưng mà chỉ một tiếng đồng hồ sau thì họ được thả tự do. And brother and sister, you know what happened is that even though they beat the cop, 1 hour later they were released. Và khi họ được thả ra thì họ đã đưa dấu tay chửi thề cho báo chí cũng như tất cả mọi người như là họ không có một cái sự lo sợ gì. And so when they were released, you know, they were cursing with all the press that they didn't have anything to worry about. Chúng ta thấy cái tội như vậy ở lậu
mà có cái tội như vậy nhưng mà không có sợ. And then so we see that being illegal and doing illegal beating and yet they're not afraid. Và chúng thấy tòa án cũng như là thì cảnh sát thì chúng ta thấy rằng nhanh chóng để thả họ đi tự do. And so the judges and the police they were quickly releasing them. Nhưng mà rồi có một câu chuyện khác để cho chúng ta thấy cái sự khác biệt hết sức là lớn lao trong việc người ta đối xử với Cơ Đốc nhân ngày hôm nay. And then so how there's another story where they treat Christian differently. Đó là 2 năm về trước thì có một nhóm những Cơ Đốc nhân họ chống đối cái chỗ phá thai. Thì họ ngồi ở trước cửa đó và họ kể như là biểu tình trong sự bình yên và bày tỏ cái việc họ chống nạn phá thai. And so about 2 years ago there were certain Christians that were protesting in front of an abortion clinic, just protesting. Thì chúng ta thấy rằng họ bị bắt rồi sau đó thì đã được thả tự do. And they were arrested and then they were released. 2 năm sau, tức là tuần rồi, thì chúng ta thấy rằng họ bị kêu ra trở lại để tái xử cái việc của họ. But 2 years later, last week, they were called back into court. Và họ đã được mỗi người cho một cái án 11 năm tù vì cái tội ngồi và chống đối cái chỗ phá thai. And so the judge, the jury gave them 11 years in prison just to sit in front of an abortion clinic in protest. Một đằng thì đánh cảnh sát, mà một tiếng đồng hồ sau được thả tự do. And there's these people that's beating up on cops. 1 hour later, they're released. Một đằng biểu tình ở trong cái việc là không có bạo động, không gì hết, chỉ ngồi ở trước cái chỗ phá thai để chống đối cái việc phá thai. Thì chúng ta thấy rằng bị kết án 11 năm tù. And so there's this group of people that they don't do anything violent. They just sit in front of abortion to protest. And now they're 11 years in prison. Chúng ta đang ở trong những ngày mà ai làm gì cũng được trừ ra Cơ Đốc nhân. And so we're living in a days that you can do whatever you want except if you're a Christian. Anh chị em, nếu không có một cái sự vững vàng và đức tin của chúng ta cũng như được đầy dạy Đức Thánh Linh, tôi e rằng nhiều Cơ Đốc nhân ở trong những ngày sắp đến sẽ không bao giờ dám lên tiếng cho bất cứ một điều gì, cũng như là khi bị bắt bớ, họ sẽ yên lặng và không dám làm gì hết. Brothers and sisters, if we don't set our mind and our heart firm in this truth, I believe that in the days to come when persecution comes, there will be Christians that won't stand up. Chúng ta đang ở trong những ngày mà chúng ta biết rằng sự bắt bớ cho hội thánh của Chúa sẽ cứ mỗi một ngày một gia tăng. So we know that we live in the days where the persecution of the church will continue to increase. Và chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị. And so we need to be prepared. Bởi vì thế giới sẽ mỗi một ngày một tối hơn. Because the world is becoming darker and darker each day. Như lời của Chúa trong Ê-sai 60 đã nhắc cho chúng ta đó rằng bóng tối đang bao trùm thế giới của chúng ta. And like Isaiah, the word of Isaiah in 60 has told us that the world is consumed with darkness. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở trong những giây phút đó thì ánh sáng là cần nhất, phải không? But we know that in that very moment, light is needed. Cho nên chúng ta là những người được sự sáng của Chúa đến trên chúng ta và vinh quang của Ngài mọc lên trên chúng ta, thì chúng ta mới có thể đứng vững và có thể tỏa sáng ra trong lúc mà bóng tối đang bao trùm thế giới này. And so we need to be in the glory of God and let His glory grow in us so that when the darkness comes, we will be the light. Anh chị em, đây không còn là vấn đề tranh cãi mà chúng ta tham dự vào để nói về quan nghiên Đức Thánh Linh, ân tứ của Đức Thánh Linh hay là không nữa. Nhưng mà chúng ta đến lúc chúng ta phải đảm bảo mình được đầy dạy Đức Thánh Linh để quyền năng của Chúa có thể hành động trong chúng ta xuyên qua đời sống của chúng ta. Brother and sister, now is the time not to argue about the Holy Spirit, how it works and stuff. We right now need the Holy Spirit so that the power and the glory of God will be in us. Và điều thứ nhì, người đầy dạy Đức Thánh Linh sẽ quan tâm đến người hư mất. And so the second point is that a person that is filled with the Holy Spirit would be concerned for the lost. Cả sách Công vụ sứ đồ chúng ta thấy rằng khi nào có những con người được đầy dạy Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy có một sự quan tâm mãnh liệt đối với những người lạc mất. And so when we read throughout the book of Acts, wherever there is the filling of the Holy Spirit, we see that the people of God is concerned for the lost. Thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô. Just like Paul, ông trước đây bắt bớ đạo của Chúa. Before he was persecuting the church. Nhưng mà khi ông được Chúa bắt phục. But when God commanded him to submit to him. Chúng ta thấy rằng ông cũng đã được đầy dạy Đức Thánh Linh.
And then so we also see that Paul was filled with the Holy Spirit. Được Chúa Ngài kêu gọi để làm sứ đồ cho dân ngoại và ông đem tin lành của Chúa đi khắp nơi. And God called him to be a witness to the Gentiles, to bring the good news throughout the world. Nhưng mà ông yêu mến những người lạc mất của dân tộc của ông đến mức độ. But he loved his own people into the point. Ông rằng nếu có thể được tên của ông được xóa ra khỏi danh sách của những người được sự cứu rỗi để cho dân tộc của ông được cứu thì ông sẵn sàng làm công việc đó. If possible, that his name be blotted out from the book of life so that his very own people would be saved. He would do that. Anh chị em, cái chữ quan tâm là chữ mà chúng ta thấy rằng ít được nói đến ở trong ngày hôm nay. Brother and sister, the word concern is a word that very little is spoken about. Chúng ta thấy rằng người ta quan tâm đến những thứ khác, nhưng mà quan tâm đến với những người lạc mất là điều mà hội thánh của Chúa cần có trở lại. Brother and sister, many people are concerned about many things, but concerning about the lost is something that we really need. Và tạ ơn Chúa, làn sóng của những con người quan tâm đến những người lạc mất đang gia tăng một cách lớn lao. We thank you God that there is a great explosion within many of us for the concern for the lost. Bởi vì những nơi mà hội thánh của Chúa được tuôn đổ trong quyền năng của Đức Thánh Linh là những nơi có cái sự phát triển cũng như những chiến lược để rao giảng tin lành của Chúa mạnh mẽ nhất. And so we see that whenever the area that is overflowing with the Holy Spirit is the area where there's great and powerful evangelism. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có thể chứng kiến và có thể kiểm chứng những cái tin tức này ở trong các quốc gia lân cận của Việt Nam của chúng ta nữa. And so we can thank you, we can testify and we can see that in the surrounding region in Vietnam. Có một hội thánh ở tại Indonesia. And there's a church in Indonesia. Quan tâm đến việc cứu những người lạc mất đến mức độ. They were concerned with the lost to the point. Hội thánh của Chúa cấp học bổng cho tất cả những người về tham dự đại hội Empower 21 để anh em có thể đến và tham dự ở trong ơn của Chúa. And so they would pay for all those that would attend the conference Empower 21. Họ trả tiền ăn, tiền ở, khách sạn. Chúng ta thấy rằng có một sự quan tâm rất là đặc biệt đối với công việc của Chúa. So they pay for everything, the living expense, the hotel and the food, and so that their concern for the lost is just a great expression of the love. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì điều đó cũng đã và đang diễn ra ở giữa chúng ta trong ơn của Chúa. And so we thank you God that that is also in display in the midst of us right now. Anh chị em, khi chúng ta quan tâm, chúng ta dâng hiến tài chánh để chúng ta giúp đỡ cho những người lạc mất, đó là dấu hiệu của việc tấm lòng của chúng ta đã được đầy dẫy sự hiện diện của Đức Thánh Linh và Ngài đang làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Brothers and sisters, when we're concerned for the lost, we offer to the work of God. And that's something that is a sign that the Holy Spirit is working in us. Bởi vì chúng ta đã nếm trải Chúa thật là phước hạnh, và nên chúng ta muốn mọi người đều có cái kinh nghiệm giống như chúng ta. Because we've tasted the rich, the blessing of God, and so we want everybody to have our same experience. Vì mục sư mà chúng tôi làm chứng bởi lời nhắn tin của mục sư Barnabas thì chúng ta thấy rằng ông đã được hội thánh của chúng ta yểm trợ tài chánh để ông có vé máy bay từ Việt Nam sang Malaysia tham dự đại hội với chúng ta. Chúng ta lo cho chỗ ăn, cho thức ăn cũng như là chỗ ở để đệ tớ của Chúa có thể kinh nghiệm được phước hạnh trong ơn của Chúa và trở về làm nên sự khác biệt lớn ở giữa những người dân tộc của ông. Amen. So the pastor that we were talking about where his church exploded in evangelism is the same pastor that we sponsor so that he could fly to Malaysia to be part of the conference, to receive the anointing, and then he goes back and he does great work for God. Trong 20 năm của Đại hội Phục Hưng của chúng ta, 20 lần chúng ta tổ chức, Hội Thánh của chúng ta cũng luôn yểm trợ cho các đệ tớ của Chúa ở tại Việt Nam qua thì không phải ghi danh, mà chúng ta lo cho chỗ ở cũng như là lo cho họ ăn uống. Rồi các mục sư ở tại nước Mỹ này, nếu hoàn cảnh không cho phép họ có thể mướn được phòng khách sạn thì chúng ta cũng cho họ một chỗ để có thể ở trong những ngày chúng ta họ tham dự đại hội phục hưng với chúng ta. And so for the past 20 years all of our conference we had sponsored many pastors from Vietnam. We pay for the flights, the hotel, the food and no need to register. And even some of the pastors here if there is hardship in financial we actually pay finance those as well. Anh chị em khi nghe điều đó thì những nơi khác người ta ngạc nhiên làm sao chúng ta có thể làm được công việc này. Câu trả lời là bởi vì quyền lực đang cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. And so when people hear about that and they question how can you do that? It is because of the power within us that is exceedingly doing the things that we more than we can ask. Cái điều không thể suy tưởng được trong vấn đề chúng ta rời rộng trong tài chánh đó,
Đó là bởi vì Chúa ngài thay đổi tấm lòng của chúng ta. The thing that we can, a lot of people can't comprehend is that how generous we are because God is working in us. Vì khi Chúa ngài cảm động trong tấm lòng của chúng ta, thì cái điều khó nhất để chúng ta có thể cho ra đó là tiền bạc của chúng ta. Nhưng mà Chúa ngài có thể làm cho lòng của chúng ta rời rộng để chúng ta có thể dự phần vào công việc mở mang nước của Chúa. And so one of the things that is really hard to do is our finance, right? But when the power of God, the Holy Spirit working in us, we openly give for the work of God. Chúng ta thấy hội thánh đầu tiên cũng đã kinh nghiệm điều này. And so we can see the first church also experienced this very first thing. Họ đã lấy tiền của mình kể là của chung cho hội thánh của Chúa. They considered that none possessed anything of their own. Và họ sẵn sàng để san sẻ với nhau những cái tài nguyên mà Chúa cho họ có trong đời sống của họ. And they were willing to share everything that God has given them. Chỉ có trong quyền năng của Chúa, hội thánh mới có thể làm được điều đó. Only in the power of God that the church can do that. Và cảm ơn Chúa vì chúng ta chứng kiến điều này trong cuộc sống của chúng ta và hội thánh ở tại đây nữa. And so we thank you God that we can witness and testify that has happening in our church. Và tôi hôm nay hãy đầu phục trọn vẹn nhờ cậy Chúa để chúng ta có thể sống một cách trọn vẹn trong quyền kiểm soát của Đức Thánh Linh. And so we rely on God to live holy and offer him. Hãy quyết định làm cho đời sống của chúng ta trống không của sự tư kỷ, những ích kỷ cá nhân để chúng ta có thể trở nên một khí cụ và Chúa ngài có thể sử dụng chúng ta một cách lớn lao. And allow the Holy Spirit to work within us to be selfless so that God will use us as a great instrument for him. Và dĩ nhiên là anh chị em không cần lo khi chúng ta bằng lòng để Chúa ngài hành động và làm việc ở trên chúng ta để chúng ta có thể rơi rộng trong sự hầu việc Chúa, thì Chúa ngài sẽ ban phước lại trên đời sống của chúng ta một cách lớn lao vô cùng. And so you don't need to worry when we freely allow God to work and just freely give, God will bring abundant blessing back. Tôi biết có những anh em đã kinh nghiệm chúng ta dâng cho Chúa một phần, Chúa ban lại chúng ta gấp 10 lần hơn trong ơn của Chúa. And so I know of certain brothers and sisters that have offered to God a part and God would pull back 10 times. Amen, anh chị em. Amen, brother and sister. Nó không phải là công thức, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là đấng không bao giờ để chúng ta thắng ngài trong sự ban cho đó, anh chị em. It's something that God says will never allow us to be greater than the blessing that he gives us. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng mà Thi Thiên 24 nói rằng tất cả thế gian này và mọi vật ở trong thế gian này đều thuộc về Chúa. Because our God is a God that says, according to Psalm 24, says that everything on this earth belongs to God. Và nếu tất cả đều thuộc về Chúa, thì ngài có quyền để có thể chuyển vào đời sống của chúng ta. Khi ngài thấy chúng ta chứng minh được rằng chúng ta là những người sống rời rộng, thì Chúa ngài sẽ đóng đầy chúng ta để chúng ta có thể rời rộng ban cho. And so if God owns everything, then he has the authority to give freely to us when we prove that we freely give. Anh chị em, tôi ở trong chức vụ nhiều năm và đã thấy lẽ thật này, chỉ có những người yêu mến Chúa đầy dạy Đức Thánh Linh mới có thể dâng hiến một cách rời rộng được. And brother and sister, I've been in the ministry for many years and I can surely say to you that only the people that are filled with the Holy Spirit, filled with the love of God can freely give. Họ rời rộng không phải vì họ đang có một số tiền lớn. They're not selfless because they have a great amount of money. Nhưng mà họ có một cái tấm lòng rời rộng bởi vì Chúa ngài ban phước và làm việc trong tấm lòng của họ. Because God is working in their heart so that they are selfless. Và họ tap vào ở trong nguồn kinh tế của nước của Đức Chúa Trời. And so they tap in to the economic power of God. Họ dâng hiến một cách rời rộng. Chúng ta có thể hình dung rằng tiền bạc của họ được chia ra làm 10 phần. And so they freely give, freely offer, and we can see that their money is kind of like broken into 10 parts. Khi họ cho ra một phần trong 10 phần đó. And then so when they give a tenth of what they have. Hình dung với tôi như là những cái trái banh đó, lấy một trái ra thì còn 9 trái còn lại, phải không chứ? And so imagine like a ball, if we take one ball out of 10, there's 9 left. Thì Đức Chúa Trời ngài là đấng ngài chăm thêm và cho họ lại đầy trở lại. And then the God is the one that will fill it back up. Rời rộng là chúng ta dành chỗ cho Chúa để Chúa có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. And so when we freely give, then we give God the opportunity to fill it back up. Amen, anh chị em. Amen, brothers.
chỉ có thể xảy ra được khi tấm lòng của chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. And that can only happen when our heart is filled with the Holy Spirit. Điều thứ ba chúng ta thấy là người đầy dẫy Đức Thánh Linh có sự dạng dĩ thánh. The third point is that a person that is filled and overflowing with the Holy Spirit, there is a holy boldness. Kinh Thánh cho chúng ta thấy trong sách Công vụ Sứ Đồ, mỗi lần Hội Thánh của Chúa, những con người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì chúng ta thấy rằng họ rao giảng lời của Chúa một cách dạng dĩ. And so we see that in Acts, that each and every time when the Holy Spirit is overflowing, we see that the people is boldly proclaiming the word of God. Khi chúng ta thấy lời của Chúa nói rằng họ nói một cách dạng dĩ, không có nghĩa là họ nói nặng như người nghe, nhưng mà họ nói một cách không biết sợ. And so in the boldness, they speak without fear. Chúng ta cảm ơn Chúa vì khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa, thì cái sự sợ hãi nó bị đẩy lùi ra khỏi đời sống của chúng ta. And so we thank God when we are filled with the Holy Spirit, then fear is pushed aside. Khi tôi kinh nghiệm được sự vận hành một cách lớn lao của Đức Thánh Linh ở trong tấm lòng, thì tôi khi giảng lời của Chúa, tôi không còn biết sợ con người nào hết. And so when I am like moved, greatly moved by the Holy Spirit, and when I'm sharing, I'm not fearful of anybody. Nhưng mà không có cái sự vận hành đầy dẫy của Đức Thánh Linh đó, thì mình cân nhắc, mình không biết là nên giảng cái này hay là không, vì sẽ đụng chạm đến ai đó. Nhưng mà anh chị em khi đầy dẫy Đức Thánh Linh thì không còn biết sợ nữa. And so when I'm not filled with the Holy Spirit, you know, I can be afraid, oh, should I share this? It might be touchy or might offend somebody. But when I'm filled with the Holy Spirit, I don't care. Dạ anh chị em, nếu anh chị em thật sự muốn có một sự dạng dĩ trong đời sống của chúng ta, không biết sợ, hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh để rồi sợ hãi sẽ bị đẩy lùi ra khỏi đời sống của chúng ta. And so brothers and sisters, if you want to be bold and holy boldness in the Holy Spirit, then you need to be filled with the Holy Spirit, then fear will go away. Chúng ta thấy ở trong Công vụ chương 4 đã bày tỏ ra điều này. And we see Acts chapter 4 illustrate this. Từ câu 1 cho đến câu số 3 ghi lại cho chúng ta. Phi-rơ và Giăng đương nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, những người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục. Now as they spoke to the people and the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, being greatly disturbed that they taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. Chúng ta thấy ở đây khi thấy đạo của Chúa phát triển như vậy. And so we see here when the gospel is expanding. Thì những người lãnh đạo của Do Thái tức mình về hai ông và bắt bỏ tù. And the priests of Jews they were greatly upset and they brought him to jail. Rồi Kinh Thánh bày tỏ ra cho chúng ta biết là bởi vì Đức Chúa Trời ngài sử dụng Phi-rơ một cách rất là lớn lao. And so the Bible illustrates that God used Peter in a great way. Đến một cái mức độ là bóng của ông ngã trên ai thì người ta cũng được lành. To the point that even his shadow when it passes somebody, they're healed. Và đó là lý do mà các sứ đồ bị bắt bỏ tù. And that's the reason why the apostle was prisoned. Anh chị em, khi chúng ta kết quả, chúng ta cũng sẽ gặp chống đối của những người lân cận cũng như là những lãnh đạo của các tôn giáo. So brothers and sisters, when we have results and we have fruit, we'll face persecution from those around us. Nhưng mà khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta không biết sợ. But when we are filled with the Holy Spirit, got no fear. Sau khi bị bắt và được thiên sứ của Chúa mở cửa khám đem hai ông ra. When Paul was Peter was captured in prison, the angel came and broke them free. Và Chúa ngài cho thiên sứ mở cửa khám rồi dặn các sứ đồ hãy đi ra, và trong bản Kinh Thánh cũ của chúng ta dùng chữ đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Các sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ khởi sự dạ dỗ. And so the angel says, go to the temple and share about the good news. Chúng ta thấy tại đây khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, các sứ đồ không còn biết sợ nữa mà có một sự dạng dĩ hết sức là đặc biệt. And so we see here when we are filled with the Holy Spirit, the apostles they were not in fear anymore, but had a holy boldness. Anh chị em, có nhiều người đổ thừa nó là người Việt của chúng ta có cái tánh nhút nhát. One of the things that a lot of us as Vietnamese we say, we're kind of shy. Anh chị em, cái câu trả lời cho cái nhút nhát của chúng ta đó là đầy dẫy Đức Thánh Linh. The answer to our shyness is be filled with the Holy Spirit. Trừ trường hợp là anh chị em muốn nhút nhát luôn. Còn trường hợp nếu chúng ta muốn bừng lên ở trong ơn của Chúa, đáp lại với mạng lệnh của Chúa là hãy vùng dậy và tỏa sáng, chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh là như vậy. Unless you want to continue to be shy, but if you want to rise up, then you need to be filled with the Holy Spirit. Amen, anh chị em. Amen, brothers and sisters.
Họ bắt, họ cấm không cho lấy danh Chúa để giảng dạy. They commanded, they prisoned, they said, do not share the name of Jesus. Nhưng mà Công vụ chương 5 câu 29 chúng ta nghe Phêrô trả lời. But we see in Acts chapter 5, Peter responded. Verse 29. Phêrô và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Verse 29. But Peter and the other apostle answered and said, we ought to obey God rather than men. Rồi chúng ta thấy cuối cùng thì Gamaliel, tức là giáo sư, đã dạy về luật của của ước cho dân chúng ở trong lúc bây giờ. Ông có một cái trường dạy về luật rất là nổi tiếng. Ông đã đứng lên và binh vực các sứ đồ và cuối cùng họ đã được thả ra. And so in the end we see that one of the Pharisees, Gamaliel, he was one of the great teachers that had a prominent school and he stood up and for the apostle. Chính cái lời can gián của ông với những lãnh đạo của Do Thái giáo cho chúng ta thấy một lẽ thật mà chúng ta đang đeo đuổi ở tại đây. Even his word Gamaliel intervention, we see a truth here. Ông chứng minh rằng có những người đã nổi dậy, có nhiều người đi theo mình, khi người đó chết tất cả đều bị tan rã. And he stated that there are many people that rise up and many people follow, but then when that person died, that whole rebellion just broke up. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây ông nói rằng cứ để mặc những người này, nếu là đến từ họ bằng sức của họ thì một thời gian thì nó cũng sẽ tan rã như các nhóm khác. Nhưng nếu đến từ Đức Chúa Trời thì các ông coi chừng, các ông chống trực tiếp với Đức Chúa Trời. And so he said that hey, if this is just from their own heart, their own doing, then it's going to be dispersed and destroyed to come to nothing. But if it comes from God, you might be fighting against God. Cho nên anh chị em yêu dấu, tôi không được đầy dạy Đức Thánh Linh thì công việc của chúng ta, đời sống của chúng ta cũng rồi một ngày nó tan rã. Giống như những người đã kinh nghiệm đi nhà thờ bao nhiêu năm, đời sống cứ trồi sụp và nó rã rời. Cho đến khi được đầy dạy Đức Thánh Linh của Chúa thì mạnh mẽ, hăng hái, kết quả cho công việc hầu việc Chúa. So brother and sister, if we are not filled with the Holy Spirit, our life will come to nothing. Just like many people that have lived, they go to church all their life, but when they're in full of the Holy Spirit, life comes nothing. But when they're filled with the Holy Spirit, we're going to see great results in our life. Bởi vì bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Because the power within us can abundantly exceed what we can think or ask. Amen, anh em. Amen, brother and sister. Xin Chúa ngài cho để đời sống của chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh để chúng ta vững vàng đứng trước những bão tố, đứng trước những thách thức, luôn cả ở trong việc chống đối bắt bớ, chúng ta vẫn đứng vững vì chúng ta được đầy dạy Chúa. We thank God and ask God that we stand fast and firm in this thing, in this truth that we need to be filled with the Holy Spirit. So whenever we're facing persecution, challenge or obstacle, we'll always, always, always be fruitful for God. Cảm ơn Chúa để rồi hội thánh của Chúa chúng ta sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời chúng ta ở trong hội thánh, trong sinh hoạt, trong cuộc đời của chúng ta. So that our church, within our programs, within our fellowship, we can glorify God. Anh chị em, trong sự hầu việc Chúa, chúng ta sẽ gặp sự chống đối, chống trả của Satan. Brother and sister, when we're serving God, we're going to face some persecution and from Satan. Nhưng mà chúng ta biết rằng luôn cả Satan cũng không thể đe dọa những người đầy dạy Đức Thánh Linh. But we know that Satan cannot stand against those that are filled with the Holy Spirit. Cấm không cho giảng thì các sứ đồ đã giảng dĩ giảng đạo của Chúa càng mạnh mẽ hơn. And so when the people forbid the apostle to share the good news, they boldly share the good news. Những người lãnh đạo Do Thái sau khi họ hăm dọa, họ bắt bớ các sứ đồ thì chúng ta thấy rằng họ thấy cái việc họ hăm dọa không có kết quả. And so when the people, the Pharisees, they threaten and persecute them, they saw it came nothing to be nothing. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì các sứ đồ đã được đầy dạy Đức Thánh Linh cho nên họ vững vàng cứ tấn tới trong ơn của Chúa là như vậy. And so we thank you God that the Holy Spirit was filled in these apostles and they steadfast and continue. Ở trong công vụ chương 4 câu 13 chúng ta thấy nhận định của các lãnh đạo của Do Thái giáo ở tại đây để nhắc nhở chúng ta. And so in Acts 14:13 we see that God is reminding us the opinion of the leader of the opinion church. Of the leaders. Chúng ta thấy ở đây khi chúng thấy công vụ chương 4 câu số 13 khi chúng thấy sự giảng dĩ của Phêrô và Giăng biết rõ rằng ấy là những người dốt nát không học thì điều lấy làm lạ là nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giêsu.
So Acts chapter 4 verse 13 states, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Chúng ta thấy ở tại đây bởi vì có sự giờ ở với Đức Chúa Giêsu, kinh nghiệm được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh thì sự giản dị đã thể hiện ra trên cuộc đời của các sứ đồ. And so we see that because they've been with Jesus, and so the boldness comes from the apostle. Và điều kế tiếp mà chúng ta thấy rằng đây cũng là điều rất cần cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Đó là người đầy dẫy Đức Thánh Linh có sự vui mừng cả trong khi gặp thử thách. And the next point that we really need for today is that when we are filled with the Holy Spirit, we have joy in tribulation. Chúng ta là những người Cơ Đốc nhân, một trong những cái nét phải thể hiện ra trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta là những con người có sự vui mừng ở trong đời sống của chúng ta. And as a Christian, as a son of God, we need to have joy in our life. Trong thư Philip sứ đồ Phaolô khích lệ hội thánh của Chúa, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi, bởi vì chúng ta là những người đã được cứu, chúng ta đã kinh nghiệm Chúa chúng ta, và nhất là khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì sự vui mừng luôn luôn tràn ngập trong đời sống của chúng ta. And as Paul stated in Philippians, says, rejoice, rejoice always. Why? Because we have the infilling of the Holy Spirit. Chúng ta thấy khi Phaolô và Barnabas rao giảng ở tại thành Antioch, họ gặp bắt bớ, bị đuổi ra khỏi thành phố, họ phủi bụi chân đi đến thành phố khác. Trong lúc đó thì các môn đồ của Chúa ở thành Antioch có một cái sự thể hiện mà chúng ta thấy rằng rất là lạ. And so when we read in Acts chapter 13, we see when Paul and Barnabas, they were sharing the gospel in Iconium. The Antioch. Antioch. And then so we saw the persecution and they kicked them out of the city. But then when they left the city, they were filled with joy. Ở trong Công vụ chương 13 câu số 52, chúng ta thấy các môn đồ của Chúa ở trong hội thánh ở tại Antioch, đây là việc họ làm đây. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. And so this is the result of the apostle when they witnessed in the city of Antioch, and it says, and the disciple were filled with joy and with the Holy Spirit. Cảm ơn Chúa vì có một câu chuyện để khích lệ chúng ta tại đây. Nó làm em của nhà tôi khi đạo của Chúa đã đến với họ, họ đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi, thì Chúa ngài làm việc ở trên đời sống của họ. Chúng tôi cầu nguyện và họ kinh nghiệm được đầy dẫy Đức Thánh Linh. And so we thank you, God, for this testimony where brother or sister? My wife's sister. Oh, my wife's sister, when we share about the gospel to them and when they receive and they were filled with the Holy Spirit, filled with joy. Anh xem đến những mức độ là khi bị bắt bớ. And to the point when was persecuted. Thì họ đã đứng lên và nhảy múa trước mặt công an. And they stood up and danced in front of the police. Thì công an họ hỏi gì chứ? Cái chị đó làm cái gì mà nhảy múa vui mừng vậy? And so the police was asking like, why is that lady dancing in joy? Và họ bị hăm dọa là sẽ bị bỏ tù nếu họ tiếp tục mà nhóm lại. And so they were threatened to be thrown into prison if they continue to meet. Bởi vì ông linh mục ở trong nhà thờ Công giáo ở gần đó đã đi và báo với công an là có mấy cái người tin lành này là ca hát vui vẻ lắm. Họ làm cái chuyện gọi là không giống ai. Because the priest of a church close by there that he reported to the police. It says that this Christian that they're singing joyously. Họ vui mừng bởi vì công việc của Chúa thể hiện ra trong đời sống của họ thật là lạ lùng. They're overjoyed because the work of God is manifesting in miraculous signs and wonders. Khi con heo nuôi ở trong nhà mà nó bị bệnh, nó biến ăn, nhờ bác sĩ thú y đến chích thuốc. And when a pet pig that was sick and had the vet come and give some medication. Bà bác sĩ thú y nói rằng chích một mũi đây 3 ngày sau, nếu nó không ăn thì báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ trở lại. And so the vet says that after this medication, after 3 days, if the pig's not eating, we need to return. Bởi vì họ sẽ trở lại, họ chích một mũi nữa cho nó chết luôn, bởi vì sợ nó sẽ lây bệnh cho những con heo khác. Because they're going to return and going to inject the death sentence on that pig because they're afraid that that pig will spread the disease to other pigs. Đến 2 ngày mà con heo nó chưa chịu ăn. And after 2 days, the pig still wasn't eating. Hai vợ chồng chui vào trong chuồng heo, đặt tay trên con heo cầu nguyện, công bố sự chữa lành cho nó. And so the husband and wife went into the pig pen, lay the hand on the pig and proclaim the name of Jesus to heal it. Con heo liền thèm ăn và nó ăn lại một cách bình thường. Immediately the pig started eating and eating normally.
Rồi con chó ở trong nhà thì nó thấy cái sợi dây để chạy cái quạt điện để hội thánh có thể nhóm lại. Nó cắn cái sợi dây điện, bị điện giật, nó lăn ra, nó chết. And so there was a dog that there was an electrical wire, right? And it was ran and it bit it and it died. Oh, it bit the electrical wire. Họ đến họ đặt tay trên con chó sống trở lại. And so they went and laid their hand on the dog and prayed for the dog and the dog came back to life. Cho nên họ có nhiều cớ để nhảy múa vui mừng là như vậy. And so they had many reasons to dance in joy. Và khi công an vào và đòi bắt để bỏ tù thì bắt phạt thì họ cuối cùng họ vẫn nhảy múa và ngợi khen Chúa. And so when the police came and say that hey we're going to throw you in jail and give you fines and everything and they continue to dance in joy. Anh chị em, lúc mà công an đến đó thì là người em của nhà tôi có gọi điện thoại cho tôi và tôi cầu nguyện cho qua điện thoại. And so when the police came, the sister had called me and I was praying through the phone. Và khi nghe công an đến hăm dọa họ như vậy thì tôi cũng lo trong lòng. Tôi nói rằng những người này mới tin Chúa mà gặp cái này thử thách này chắc là họ sẽ buồn, có thể họ ngã lòng. And so when I heard that, I was kind of distressed in my heart because these brothers and sisters, they just accepted Christ. And if they face this kind of persecution, their faith can falter. Và điều tuyệt vời là khi công an ra về thì liên lạc với chúng tôi và nói rằng ôi tụi em rất là vui vì được bị bắt bớ vì đạo của Chúa. And so when the officer left and I heard the news back, they says, oh, we are so happy that we are persecuted by the cop. Xem đây là điều quái gở đối với cái nhìn của thế giới bên ngoài phải không? Brother and sister, this is a strange thing based on worldly. Bị bắt bớ, bị hăm dọa mà lại kể là vinh dự để được chịu khổ vì danh của Chúa. To be persecuted, to be threatened for the glory of God. Anh chị em, điều đó chỉ có thể giải thích được khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. That can only be explained when we are filled with the Holy Spirit. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy trong nhiều nhà thờ, con cái của nhà thờ đó, họ đi nhà thờ và dễ giận lắm. And today we can see a lot of children of church, they go to church and they can be easily angered. Chuyện không phải là chuyện lớn. Ai đó nói một câu gì, một cái lời gì đó thì tức giận và la ầm ĩ lên, gây lộn ở trong hội thánh. Somebody said something small and then all of a sudden screaming and causing commotion in church. Và chúng ta thấy rằng sự chia rẽ đầy dẫy ở khắp nơi. And we see the divisions all over. Trong khi bị bắt bớ, bị hăm dọa về sự sống, nhưng mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì tràn đầy sự vui mừng. But when in these circumstances, when there's persecution, there's threat, but when filled with the Holy Spirit. Cái đồng nhân trong hội thánh đầu tiên vui mừng ở trong nghịch cảnh, lý do là bởi vì họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. And so the reason why the first church were overjoyed because they were filled with the Holy Spirit. Anh xem khi chúng ta kinh nghiệm Chúa trong cái mức độ mà chúng ta thấy rằng không thể nào giải thích cái gì khác hơn được. So brother sister, when we experience God to the point where nothing can explain it. Anh xem tôi không ngờ là họ đã làm những cái hành động mà chúng ta thấy rằng nhiều người ở trong nhà thờ mấy chục năm chưa chắc gì có cái đức tin để làm giống như họ. And I can't believe they're doing the things that many people in church for many years probably don't have that faith. Chui vào trong chuồng heo, đặt tay trên con heo để nó được lành. Climb into a pig pen and lay the hand on the pig so that heal it. Khi con chó nó bị điện giật, nó chết, nó đưa bốn cẳng lên trên trời thì lên đặt tay trên nó và con chó đã được phục hồi trở lại. And then when the dog bit the wire and you know got electrocuted and putting four legs in the guy, lay the hand on the dog to revive it. Mới tin Chúa, kinh nghiệm được những phước hạnh đó bởi vì đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa trong đời sống của mình. That person that just accepted Christ, they experience those joy because they're filled with the Holy Spirit. Anh chị em, đó là điều mà chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta khi chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa và công việc của Ngài một cách đầy dẫy, mới gọi là vô số kể trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy rằng niềm vui của chúng ta trong Chúa không gì có thể dập tắt được. So brother and sister, so when we are filled and overflow with the Holy Spirit, the joy in us will be abundance and cannot be quenched. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ năm, người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ là những chứng nhân đầy quyền năng của Chúa. And so thank you God, the fifth principle here is that when we are filled with the Holy Spirit, we will have power. Chúa Giêsu đã báo trước điều đó ở trong công vụ chương 1 câu số 8. And Jesus has stated that in Acts chapter 1 verse 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng nhân về ta tại thành Jerusalem, cả Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. But when you receive power, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be witness to
Samaria, Judea and throughout the earth. Và chúng ta thấy từ ngày lễ ngũ tuần thì đời sống các cơ đốc nhân đầu tiên đã được ghi lại với những công việc quyền năng lớn lao của Chúa. And so we can see from the time of Pentecost, we can see there's many signs and wonders that happen. Như chúng ta thấy Ê-thiên, chấp sự Ê-thiên trong công vụ chương 6 đã được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao, và câu 8 nói rằng Ê-thiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn ở trong dân. And so we see the same thing in Acts chapter 6 when Stephen was full of faith and power and did great wonders and signs among the people. Ông chỉ là một chấp sự trong hội thánh. He was just a deacon or member. Và chúng ta thấy ông deacon. Deacon in the church. Và ông là người được đầy ơn của Chúa và được đầy dạy Đức Thánh Linh. And so he was a man that was filled with the Holy Spirit. Thì ông làm những cái dấu kỳ phép lạ rất lớn ở trong dân chúng. And so he did great signs and wonders. Đã hết rồi những ngày mà chúng ta chờ đợi một người đầy tớ của Chúa, đầy ơn của Ngài để làm những công việc lớn cho Chúa. Chúng ta cần phải có đức tin để tin rằng nếu Ê-thiên, nếu Philip có thể làm công việc đầy ơn của Chúa và dấu kỳ phép lạ rất lớn, thì chúng ta mỗi người cũng đều có thể kinh nghiệm được ơn của Chúa làm việc xuyên vào đời sống của chúng ta. And so if we want to see signs and wonders, then we must have to have this faith similar to Stephen had. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn của Ngài sẵn sàng để hành động và làm việc trong đời sống của chúng ta. And so we thank you God that his anointing, he's willingly to work within our life. Bất cứ lúc nào lời của Chúa được giảng dạy và thực hiện bởi những con người được đầy dạy Đức Thánh Linh thì việc lạ sẽ xảy ra. So whenever the word of God is shared with people that are filled with the Holy Spirit, signs and wonders will follow. Và chúng ta tin rằng ơn của Chúa sẽ thể hiện ra ở trong một mức độ mà làm cho những người khác kinh ngạc bởi vì quyền lực cảm động ở trong chúng ta. And so I believe that by the anointing, the blessing of God, many people will see great signs and wonders because of what is working within us. Tôi tin rằng tại buổi giảng sẽ cần phải giảm thiểu lệ thuộc vào sự diễn thuyết của con người. From the pulpit. Oh, from the pulpit, we need to less rely on the ability of the speaker. The ability of the speaker. Okay. Nhưng mà chúng ta cần nhờ cậy Đức Thánh Linh nhiều hơn. So, but we actually need to rely on the Holy Spirit more. Để chúng ta cầu nguyện được linh nghiệm, chúng ta cũng phải được cầu nguyện ở trong Thánh Linh. So, for our prayer to be effective and powerful, we need to pray in the Holy Spirit. Nhiều lời cầu nguyện ngày hôm nay không có giá trị dựa trên sự chúng ta nghe và học hỏi từ những người xung quanh. Bởi vì đó là ý kiến của con người. Nhưng mà lời cầu nguyện dựa trên sự đầy dạy Đức Thánh Linh sẽ đem lại kết quả một cách lớn lao. And so there's a lot of prayer that is ineffective because it's spoken, because we've learned that from our brothers and sisters. But if we rely on prayer from the Holy Spirit, it'll be effective and powerful. Nếu chúng ta muốn đời sống cầu nguyện của chúng ta có linh nghiệm, chúng ta cũng phải đảm bảo mình được đầy dạy Đức Thánh Linh luôn luôn. And so if we want our prayer to be powerful and effective, we need to affirm and guarantee that we are filled with the Holy Spirit always. Sự ngợi khen muốn được hiệu quả cũng phải được hát ở trong Thánh Linh. The praise that is effective has to be praised within the Holy Spirit. Anh chị em, có nhiều nơi chúng ta thấy rất là buồn là bởi vì nhiều bài hát và âm nhạc được sử dụng trong lễ thờ phượng chỉ là để làm đầy cái thời giờ nhóm lại của họ mà thôi. Brothers and sisters, it's sad that there are many places where during the worship they just use songs just to fill the time. Có những nơi thì họ hát để tiêu cơm. The times, the places where they sing just so that their belly can be digested. Rice. Phải không chị em? Right, brother? Chúng ta đã từng nghe những người hướng dẫn nhóm. We've heard many people that lead the service. Sau khi ăn trưa xong trở lại để nhóm buổi trưa. After lunch, they go back to service after the lunch. Thì người hướng dẫn ngợi khen nói như thế này. And so the lead worship say this. Chúng ta mới ăn một bữa ăn rất là no, bữa ăn trưa rất là no. We've ate a hearty meal. Bây giờ tôi xin mời hội chúng đứng lên để chúng ta hát một vài bài để chúng ta đỡ buồn ngủ. And so I invite all the congregation to stand up to sing a song so that we're not sleepy. Hay là hôm nay trời rất lạnh, chúng ta hát một cách mạnh mẽ cho ấm. Oh, say today is very cold. Let's sing with a great outburst so we'll keep it warm. Có bao nhiêu người đã từng nghe những lời nói như vậy? How many of us has actually heard those? Mệnh danh là ngợi khen Đức Chúa Trời nhưng mà hát cho tiêu cơm.
để đỡ buồn ngủ sau khi ăn một bữa ăn no. To worship, but to just the things so that we can digest the rice. Hay là hát cho ấm bởi vì trời bên ngoài đang lạnh. Or sing so we keep warm because outside is cold. Anh chị em, điều đó chứng minh cho chúng ta muốn ngợi khen thật thì cũng phải hát ở trong thánh linh đó. Brother and sister, if we truly want to worship and praise God, we need to worship and praise God in the Holy Spirit. Và được sử dụng và được hát ở trong ơn của Đức Thánh Linh, chúng ta thấy có nhiều điều kỳ diệu xảy ra. And then, so when a song is that is sung within the anointing of the Holy Spirit, we see miraculous signs and wonders. Chúng ta thấy David khi ông chơi đàn dưới sự đầy dẫy Đức Thánh Linh thì ác thần liền lìa khỏi Saul. And then, so when we see that when David played the harp with the infilling of the Holy Spirit, the distressing spirit move away from Saul. Chúng ta thấy cái người trẻ chơi đàn được mời đến khi trong lúc chơi đàn thì tiên tri Eli đã nói tiên tri. And so when we see when a young man is playing, the prophet Eli was prophesizing. Khi các vua đến và nhờ tiên tri Elise cho mình có một cái lời từ nơi Đức Chúa Trời. And so when all the kings were coming, inviting the prophet Elijah to have a word from the Lord. Thì chúng ta thấy trong các vua thứ nhì chương 3 câu số 15 nói như thế này. Second King chapter 3 verse 15. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khải đàn. Trong lúc người ấy khải đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise. Cảm ơn Chúa. So 2 Kings chapter 3 verse 15. But now bring me a musician. Then it happened when the musician played that the hand of the Lord came upon him. Anh chị em, khi sự sức giàu của Chúa hành động, khi quyền năng của Đức Thánh Linh đầy dẫy ở trong người nhạc công, người hát, chúng ta thấy rằng những điều lạ lùng xảy ra. Brother and sister, so when the anointing comes and when we see the power of the Holy Spirit working within the musician, we see miraculous things happen. David chơi cung đàn thì chúng ta thấy rằng ác thần nó không chịu nổi ở trong sự sức giàu của Chúa trên dòng nhạc mà David chơi ở trong lúc đó, đến độ chúng ta thấy rằng ác thần nó phải lìa khỏi Saul trong lúc đó. And so when we see King David, when David played the harp, we see that he played with the anointing and power of the Holy Spirit. The distressing spirit cannot handle it, so it departed from King Saul. Chúng ta từng hồi từng lúc đã kinh nghiệm điều này trong hội thánh của Chúa. We have experienced this very thing in our church. Khi sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta được bước vào trong mức độ, chúng ta bắt đầu hát ở trong thánh linh, chúng ta bắt đầu hát trong linh, thì chúng ta thấy có những việc bắt đầu xảy ra mà bình thường không thể nào có thể tự nó xảy ra được. And so when we praise, and we praise to a level, when we praise according to the overflow of the Holy Spirit, we see things happen, signs happen. Chúng ta nghe những lời làm chứng là trong lúc ngợi khen thờ phượng, có những người đã được chữa lành trước khi có ai đó được đặt tay trên mình. And we've heard testimony where people in the midst of worshiping, people are healed before anybody lay hands on them. Có những người khi được ở trong sự thờ phượng Chúa và hội thánh hát trong thánh linh thì chúng ta thấy rằng lời tiên tri bắt đầu tuôn đổ, phước hạnh của Chúa được bày tỏ ra và chúng ta thấy rằng những điều lạ lùng đã thể hiện trong thì giờ chúng ta nhóm lại trong sự dẫn dắt và ban phước của Đức Thánh Linh như vậy. And so there's times where in the midst of worship we see prophecy started to be spoken and then we see the signs and wonder and the blessing that comes. Và khi chúng ta thờ phượng ở trong thánh linh và Đức Thánh Linh đầy dạy ở trong chúng ta thì luôn cả những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã từng thấy có những người có quỷ ở trong thân thể của họ, trong cuộc đời của họ. Trong lúc chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa, quỷ phải thét lên và cuối cùng những con người đó đã được giải cứu và được tự do trong ơn của Chúa. And we've also witnessed when in the midst of worship that's filled with the Holy Spirit, we see that certain people that are demonized, they've been free from the evil spirit. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là điều rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Being filled and overflowing with the Holy Spirit is very, very important in our life. Sư giả phục hưng D.L. Moody đã làm chứng lời này. Preacher D.L. Moody has stated this. Ông nói rằng ông không kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong sự giảng dạy cho đến khi ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh. He didn't experience the power of God in his ministry until he was filled with the Holy Spirit. Và chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã sử dụng ông để đem lại sự phục hưng ở trong ơn và quyền năng của Chúa. And so we know from history that God has used him to bring about a great revival. Và Chúa Thánh Linh đã sử dụng ông để lịch sử cho chúng ta thấy hình ảnh này. Một cánh tay ông ôm nước Anh và một cánh tay ông ôm nước Mỹ và ru họ trở lại vào trong lòng của Đức Chúa Trời. And so according to history, we see that one of his hands holding on to England
and the other hand holding on the United States and embracing them in the heart of God. Vì Chúa ngài sử dụng đời sống của ông một cách rất là đặc biệt khi ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa. Because God used him in a special way because he was filled with the Holy Spirit. Anh chị em, khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều này. Brothers and sisters, when we are filled with the Holy Spirit, we will experience these things. Chúng ta sẽ yêu Chúa một cách hết lòng. We will love God, overwhelmingly love Jesus. Chúng ta sẽ quan tâm và thương xót những người lạc mất. We will be concerned for the lost. Chúng ta là những con người dạng dĩ ở trong ơn của Chúa. We are people. Chúng ta là những người bold. Chúng ta là những người vui mừng trong mọi cảnh ngộ. We are people that will be overjoyed and greatly joy in tribulation. Và chúng ta là những người đầy dẫy quyền năng để chúng ta có thể làm nhân chứng hiệu quả cho Chúa. We are people that are filled with the Holy Spirit to have power in witnessing. Đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là đời sống hoàn toàn phó dâng cho Chúa. A life that is filled with the Holy Spirit is a life that submit everything to God. Là một đời sống nhường cho Chúa một cách trọn vẹn để Ngài kiểm soát, Ngài tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. A life that humbles and submit everything so that God will reign and God freely works in us. Và trong 6 tháng qua, bây giờ chúng ta bước vào tháng thứ 7, Mục sư Sam luôn hướng dẫn chúng ta cầu nguyện với Chúa, là Chúa, Ngài đầy dẫy trong chúng con và tự do hành động theo ý của Ngài ở tại đây với chúng con. And in the past 6 months, stepping into 7 months, Pastor Sam is always sharing and always saying that God, fill in me, fill in me, fill in us. And have free range. Được tự do để hành động ở tại đây với chúng con ở trong ơn của Ngài. Đó là bức ảnh của một đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa. That is an illustration of a person that's filled with the Holy Spirit. Chúng ta muốn kinh nghiệm Chúa ngài đông đầy đời sống của chúng ta. If we want to experience God working in our life. Và Chúa tự do hành động trên cuộc đời của chúng ta. And God to freely work within our life. Vì Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Because of the power working within us, we can see God exceedingly abundantly do things that's beyond what we wish or desire. Chúng ta nhận được sự đầy dẫy Thánh Linh, đó là sự đáp lời của Đức Chúa Trời cho sự ăn năn cũng như là đức tin của chúng ta xin và sẵn sàng để đón nhận. And so in repentance in our faith when we receive the fullness of the Holy Spirit. Đầy dẫy Thánh Linh là sự đáp lời của Đức Chúa Trời trong đời sống đầu phục Chúa một cách trọn vẹn. The infilling, the overflow of the Holy Spirit is the result of a person that's fully submit to God. Khi chúng ta đầu phục, Ngài sẽ đổ đầy. And so when we fully submit, God will overflow. Và khi chúng ta nhận biết mình cần ơn của Chúa, Chúa lại tái đổ đầy trên đời sống của chúng ta. And so when we say that we need God, God will overflow more in our life. Và sách công vụ sứ đồ cho chúng ta thấy hội thánh của Chúa cứ liên tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh. And in Acts we see that the church of God continually to be overflowing with the Holy Spirit. Trong công vụ chương 2 họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần. In chapter 2 in Pentecost they were filled with the Holy Spirit. Ở trong chương 3 Phi-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông đứng lên và hầu vị Chúa một cách kết quả. In chapter 3 Peter was filled with the Holy Spirit and he stood up and served God and had great result. Qua chương 4 chúng ta thấy cả hội thánh lại được Chúa ngài đổ đầy Thánh Linh một lần nữa. And in chapter 4 we see the whole church was filled with the Holy Spirit. Và họ ai nấy đều đi ra giảng đạo của Chúa một cách giản dị. And everybody in the church went out sharing the gospel boldly. Và chúng ta thấy tiếp tục lúc nào Kinh Thánh nói đến một cái sự vận hành lớn lao xảy ra ở trong ơn của Chúa đều là kết quả của việc hội thánh của Chúa được đông đầy, được tái đổ đầy ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. And so we see the Bible says every time when there's a great signs and wonders happen, it is the result of the infilling and the overflow of the Holy Spirit working in the church. Đó là sự yểm trợ của Đức Chúa Trời cho chúng ta để chúng ta có thể bùng dậy và tỏa sáng ra là như vậy. That is the help from God to help us so that we can arise and shine. Một trong những điều mà chúng ta cần học biết để chúng ta luôn được Chúa ngài tái đổ đầy trong đời sống của chúng ta. And one of the things that we need to learn so that we can always be filled with the Holy Spirit. Bởi vì có những lúc chúng ta không thể nào dừng lại mà chúng ta phải tiếp tục vừa đi và nhận thêm nhiên liệu của Chúa. And so there are times where there's no time to rest. We need to continue to go and continue to receive from God. Trong không quân của Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng có một cái tiến trình được gọi là tái đổ đầy trong lúc máy bay đang bay. Refuel in the air. Oh, so in aviation, didn't know what Kongwon was. In aviation, there's a way where they can fill the gas in flight. Chúng ta biết rằng một chiếc phản lực cơ khi bay đi đó thì là chỉ có thể đem theo đủ nhiên liệu để bay.
nhưng mà có thể là đoạn đường xa cần phải được lại đổ đầy xăng trong lúc đang ở trên bầu trời. And so the fighter pilot can only feel so much and go so far, and so on the long trip they need to be refilled in midair. Thì quân đội có một cái chiếc máy bay được gọi là chiếc xe giống như là xe bồn xăng, máy bay bồn xăng để đem nhiên liệu đi theo để có thể cho cái chiếc bay phản lực cơ đó có đủ nhiên liệu để tiếp tục cái nhiệm vụ của mình. And so the Air Force has this plane called a tanker, and its purpose is to refuel, and it refuels the fighter jet in mid-flight. Và chúng ta thấy rằng những máy bay phản lực bay chậm lại và có cái vòi để đưa ra từ nơi cái chuyến bay chở xăng để có thể đổ đầy trong lúc hai chiếc máy bay còn ở trên bầu trời. So Boeing is actually pushing a KC-46 that has a boom, and the boom goes out, and then so when the fighter jet slows down and that boom meets the nose of the plane to refuel the fighter jet. Anh chị em, đó là điều mà chúng ta cũng cần làm trong đời sống của chúng ta mỗi ngày cũng như trong mục vụ của chúng ta. So brothers and sisters, that's something we'll probably have to do within our life when we face the calling of the work of God. Vì chúng ta có những lúc chúng ta không đáp xuống để chúng ta lấy nhiên liệu được. Because there are times where we cannot land and rest to be refilled. Nhưng mà chúng ta cần được Chúa ngày tái đổ đầy chúng ta trong lúc chúng ta đang hầu việc Chúa, trong lúc chúng ta đang phục vụ. And so we need God to fill us up in the middle of our ministry. Và Chúa ngày sẵn sàng để có thể theo đuổi ở cùng chúng ta và sẵn sàng tái đổ đầy trên đời sống của chúng ta để chúng ta có thể phục vụ một cách kết quả. And God is freely, freely following us and filling us up when we need it. Nên một trong những điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ đó là khi chúng ta nhận biết chúng ta cần được Chúa ngài tái đổ đầy trong đời sống của chúng ta. And one of the things that's very important is that we need to know exactly when we need God to fill us up. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ngài đang làm ở giữa chúng ta trong những ngày qua. And so we thank God what he has been doing in the midst of us in the days. Cảm ơn Chúa vì có những lần đụng chạm Chúa ngài đổ đầy trong đời sống của chúng ta. And so we thank God that the heart that God is overflowing and filling up. Nên chúng ta phải đảm bảo đời sống của chúng ta luôn luôn được đầy dạy Đức Thánh Linh là như vậy. We have to affirm that our life is always filled with the Holy Spirit. And một lần được đông đầy, được đầy dạy, nhưng mà nhiều lần được tái đổ đầy, đó là điều mà Chúa ngài muốn chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta. One time we will be filled, but many times we need to be refilled. And báp têm trong Đức Thánh Linh là lần đầu tiên chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh. The baptism of the Holy Spirit, the very first time we are filled with the Holy Spirit. Nhưng mà sau đó chúng ta phải liên tục giữ cho mình luôn luôn được đầy dạy Đức Thánh Linh. But after that, we have to be continually be filled with the Holy Spirit. Để được đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta mới có thể kết quả trong ơn của Chúa. So to be filled with the Holy Spirit, then we can be productive and effective for God. Để chúng ta có thể yêu Chúa càng hơn. So that we can be overwhelmingly love God more. Để chúng ta có thể phục vụ một cách kết quả hơn. So that we can serve Him and be more effective. Để chúng ta luôn luôn có sự vui mừng trong đời sống của chúng ta. So that we will always be filled with joy. Để chúng ta luôn luôn có sự giảng dị để chúng ta rao giảng tin lành của Chúa. That we can boldly go out and proclaim the gospel. Để chúng ta có thể kết quả và hiệu quả trong đời sống của chúng ta phải giữ mình luôn luôn được đầy dạy Đức Thánh Linh. So for us to be effective and productive in our life, we need to be always be filled with the Holy Spirit. Và đó là điều Chúa ngài sẵn sàng để tiếp trợ cho chúng ta. And that is something that God is freely and willingly will help us. Nhiều Chủ nhật chúng ta đã được nhắc nhở trong mạng lệnh của Chúa cho dân sự của Chúa. And then so last Sunday we were reminded in the commandment of God for His servant. Hãy vùng dậy và tỏa sáng ra. Arise and shine. Tại sao? Vì ánh sáng của các ngươi đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc trên các ngươi. Why? Because your light has come and the glory of God is growing. Và xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta mỗi người. And so God let God bless each and every one of us. Để chúng ta nắm bắt được lẽ thật này. So that we grab hold of this truth. Chúng ta cần Đức Thánh Linh vô cùng. We need God, the Holy Spirit, desperately. Và để chúng ta có thể thấy những việc lớn lạ xảy ra trong đời sống của chúng ta. So that we can see great and wonderful sign in our life. Như các sứ đồ đã lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa. Just like the apostle used the power of God great to testify. Power. Great power. Great power of God to testify. Anh chị em, quyền năng là đã đặc biệt rồi, nhưng mà quyền năng rất lớn là điều đòi hỏi để chúng ta có thể thực hiện những công việc lớn cho Chúa. Power is special in itself, but great power is something that we need. Chúa ngài sẽ hành động qua đời sống của chúng ta để có thể bày tỏ những việc đó ở trong ơn của ngài. God will work through our life to manifest that in our life. Trở lại với Ephesians 3:20.
Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Cảm ơn Chúa. Going back to Ephesians 3:20 says that now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta. God, because of the power working in us. Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta trong một cách lớn lao của Ngài. He will respond to our prayer in a great way. Cùng một quyền lực đó, Ngài sẽ làm những việc mà chúng ta thấy rằng nó lớn hơn vô cùng những điều chúng ta có thể suy nghĩ nổi. That same power, God will work things that we say is unimaginably great. Amen, anh chị em. Amen, brother, sister. Anh chị em muốn làm chuyện lớn cho Chúa. Do you want to do great, great things for God? Muốn kinh nghiệm những việc lớn lao của Chúa. You want to experience great things? Sự đáp lời của Ngài quá sức tưởng tượng của chúng ta. The response of God is exceedingly beyond our what we think. Làm những công việc mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Do things that we cannot even fathom. Bởi vì Ngài chẳng những trả lời, Ngài chẳng những làm mà Ngài còn làm lớn hơn vô cùng. Cái chữ vô cùng ở tại đây là hình ảnh của chúng ta là không có giới hạn. And not only does He work, but He works exceedingly abundant, that no limits. Amen, anh chị em. Amen, brother, sister. Bởi vì quyền năng sáng tạo, quyền năng của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh của Because Chúa the power đang of the ở trong resurrection, the power of creation is working in us. Anh chị em yêu dấu của tôi. Brother and sister, beloved brother and sister. Hãy đảm bảo mình luôn được đồng đầy trong ơn của Chúa. Guarantee, affirm that we're filled with the Holy Spirit. Những ai cảm thấy trong những ngày qua mình bắt đầu thấy thiếu đi và sự sức giàu của Chúa đã khô dần trong đời sống của mình. Those of us that maybe in the past couple, in the days past, that are lacking in the anointing and seeing some dryness. Chúng ta có thể đến với Chúa vì chúng ta được Chúa ngài tái đổ đầy trong ơn của Ngài. And you can come to God right now and ask God to overflow and fill you up. Bởi vì Chúa ngài sẵn sàng để làm việc đó. Because God is willing. Chúa cho để chúng ta đến gần với Ngài trong thời giờ này. Let us God allow us to come to Him this very moment. Như chiếc phản lực cơ đó phải đến gần với lại cái chiếc máy bay thêm nhiên liệu để có thể lại tiếp tục đi vào ở trong công tác mà mình đã được sai phái. So in the same way that fighter jet has to slow down and get close to the tanker to be refueled so that they can accomplish the mission. Chúa sẵn sàng để đồng đầy chúng ta. God is willingly and freely willing to fill us up. Và tôi cầu nguyện rất nhiều trong ngày hôm nay, Chúa ngài sẽ tái đổ đầy chúng ta đến mức độ mà chúng ta sẽ thấy những việc lớn lao xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. And I pray a lot today that God will refill us so that we can see great signs and wonders. Khi nghe những công việc mà Chúa ngài làm trên những cuộc đời cùng tham dự với chúng ta từ xa, tôi được khích lệ rất nhiều. And so when I hear testimony about members that has been a part of us from afar, I'm very greatly encouraged. Và tôi tin rằng Chúa ngài muốn cái tầm ảnh hưởng của chúng ta lan tỏa càng rộng hơn và càng mạnh mẽ hơn trong những ngày sắp đến. And I believe that God wants our sphere of influence to expand greatly in the days coming. Chúa ngài cho chúng ta có những bức ảnh trong thời kỳ cận đại của chúng ta khích lệ vô cùng. And so we see that God's given us portraits, visions that brings great encouragement in the days to come. Như chúng ta thấy cuộc đời của nhà truyền giáo Reinhard Bonnke. Similar like we see the life of pastor evangelist Reinhard Bonnke. Trong cuộc đời của ông hướng dẫn 78 triệu người đến với Chúa. In his life, he led 78 million people to Christ. Con số rất lớn lắm anh chị. That is a big number. Nếu chúng ta đặt câu hỏi, cái việc mà Chúa bởi quyền lực cảm động ở trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng, xin Chúa cho để cái lời cầu nguyện của chúng ta và những điều chúng ta suy tưởng sẽ được Chúa ngài làm chứng minh cho chúng ta nhiều lần nhiều cách khác nhau rằng ngài có quyền để làm lớn hơn vô cùng những điều chúng ta có thể xin được. And so the power that works in us to enable us to exceedingly abundantly see things that we ask for and think that we would exceedingly see more and more things that happens in many different ways in our life. Sir Reinhard Bonnke, nhà truyền giáo Reinhard Bonnke
đã có lúc cầu nguyện để xin Chúa cho cái nơi nhóm lại của mình được có được 1,000 người. And evangelist Reinhard Bonnke, there are times where he desired that his meeting would have more than 1,000 people. Rồi ông xin Chúa nghe cho để một cái sân vận động được đầy người. And then after that, he asked for a stadium to be filled with people. Rồi Chúa nghe đáp lời quá sức tưởng tượng của ông. And so God responded and answered beyond his imagination. Và cao điểm là ông có 1.8 triệu người đến để nghe ông giảng lời của Chúa trong cánh đồng mà chúng ta thấy rằng đầu người thôi, chứ không còn thấy mặt đất nữa. And one of the greatest event was when he evangelized, there was 1.8 million people. And it was like in a plain field of people. Can't even see the land. Trước khi tôi thấy hình ảnh đó, thì tôi thường có một cái hình dung về cánh đồng chín vàng là tôi thấy chỉ có những cái bông lúa đầy ở trên một cái cánh đồng. And before I saw that, I only imagined that a field of wheat, field of just wheat. Nhưng mà khi thấy cái cánh đồng của số người đến tham dự chương trình truyền giảng của nhà truyền giáo Reinhard Bonnke. But when I saw the image, when all the people come to the event of evangelist Reinhard Bonnke. Tôi nhớ cái giây phút đó giống như ngày hôm qua. And I remember that just like yesterday. Tôi bật khóc lớn tiếng lên và tôi nói rằng Chúa ơi, đây là điều mà Chúa nghe làm quá sức con tưởng tượng. And I cry out loudly and says, God, this is something that you done exceeding beyond what I can imagine. Và tôi tin rằng một ngày người Việt Nam của chúng ta sẽ kinh nghiệm chuyện tương tự như vậy. And I believe one day in Vietnam we'll see something like that. Sẽ có những sân vận động mà chúng ta thấy rằng đầy chật hết người, không còn thấy một cọng cỏ nào hết. We'll see stadiums were filled with people. We won't even see the grass in the stadium. Amen, anh chị. Amen, brother and sister. Thì chúng ta thấy vô số người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. So we can see abundance amount of people to be saved and enter God's presence. 2005 tôi đã thấy một cái bức ảnh rất là tuyệt vời. In 2005 I saw a great portrait. Đó là có những cái đoàn người, một dòng người như là những cái dòng nước chảy từ các chùa, các đình vào trong các nhà thờ của chúng ta. And there was like this stream, like streams of people that were running, that was flowing from the temples and stuff to church. Chúa hứa rằng điều đó sẽ xảy ra cho người Việt Nam của chúng ta. And God promised that will happen to the Vietnamese people. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa có xảy ra nhiều. But until this very minute, it has not happened. Trong những ngày Tết, chúng ta thấy số lượng người đến chùa Ba Vàng, thì đáng lý ra cái hình ảnh đó là hình ảnh mà người ta sẽ đổ vào trong nhà thờ để thờ phượng Chúa trong mức độ đông như vậy. On Chinese New Year, we see a lot of people just flowing into the temples. But that should be what we be seeing to the church. Chúng ta cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Brother and sister, we need to be filled with the Holy Spirit. Để chúng ta có thể cầu nguyện trong Thánh Linh. So that we can pray in the Holy Spirit. Và thấy sự đáp lời của Đức Chúa Trời quá sức chúng ta tưởng tượng. And so we can see the response and answer of God exceedingly abundantly what we can imagine. Để rồi chúng ta thấy khải tượng dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ được cứu. And so that we can see the visions that our people, Vietnamese people, will be saved. Dòng họ của chúng ta được cứu. Our families, relatives be saved. Gia đình của chúng ta được cứu. Our brothers and sisters be saved. Thành phố của chúng ta được ảnh hưởng bởi tin lành của Chúa. City is impacted by the good news. Amen, anh chị. Amen, brother and sister. Cảm ơn Chúa, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thank you, God. We come to God in prayer. Tôi kêu gọi trong thời gian này, anh chị em, là chúng ta khao khát để Chúa Ngài sẽ đông đầy trên đời sống của chúng ta. I ask that everybody just to cry out so that God will fill our life. Thì chúng ta cũng có thể tiến lên để chúng ta đón nhận sự cầu nguyện. And so you come up and receive the prayer. Để chúng ta luôn luôn sẵn sàng được đưa vào sử dụng. They will always be willingly, freely willing. Để chúng ta luôn dạn dĩ mạnh mẽ dù có những thách thức xảy ra trong đời sống, chúng ta cũng vẫn vững vàng như Phêrô và Giăng đã vững vàng trả lời với những người lãnh đạo của Do Thái giáo. That we stand firm in boldness, even facing persecution like Peter did. Cảm ơn Chúa. Thank you, Father. Thank you, God. Cảm ơn Chúa vì Ngài nhắc nhở chúng con về những bức ảnh mà chúng con học ở trong buổi tối hôm nay.
Thank you, God. You remind us of the images that we learned today. Những cuộc đời, những sinh hoạt khi được đầy Đức Thánh Linh đã thể hiện ra như thế nào? The life and the ministry when it's filled with the Holy Spirit, what it looks like. Xin đổ đầy trên chúng con một cách tươi mới, hỡi Chúa. Refill us, renew in us. Cho những thách thức mà chúng con sẽ đối diện. The trials and the tribulation that comes. Cho những cơ hội mà chúng con sẽ được Chúa ngày mở ra cho chúng con. The opportunity that God will open for us. Và là Chúa giúp đỡ để chúng con luôn sẵn sàng để được Chúa ngày sử dụng chúng con một cách lớn lao. Help us, Father God, to be willingly allow you to work in us in a great way. Quyền năng của Đức Chúa Trời. The power of the Holy Spirit. Xin đến trên chúng con một cách tươi mới. Come and renew in us, refresh in us. Xin đến và tái đổ đầy chúng con. Refill in us. Đến và làm đầy dạy chúng con. Fill us up. Vì chúng con muốn kinh nghiệm một mức độ lớn hơn. Because we want to experience a greater height. Chúa nên là Ngài có thể làm cho cuộc đời của Peter và John. That you were able to work in the life of Peter and John. Ngài có thể làm trên cuộc đời của sứ đồ Phaolô. You're able to work in the life of Paul. Của chấp sự Ê-tiên, của chấp sự Philip. Của Deacon Stephen and Philip. Của các đầy tớ của Chúa trong thời kỳ cận đại của chúng con. Oh, the servants of God. Oh, lại Chúa xin Ngài hành động ở trên chúng con trong mức độ. Oh God, work within us. Để làm quá những điều chúng con có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Within the point to do exceedingly abundantly above what we can think or ask. Chúa con sẽ đặt tay, sẽ sức dầu trên các anh chị em chúng con. And as we lay hand and anoint our brothers and sisters. Nhưng xin Chúa xin Ngài đổ sự sức dầu của Ngài trên anh chị em chúng con. May you, God, pour and anoint our brothers and sisters. Chúa dấy các anh chị em chúng con lên. Lift our brothers and sisters up. Là những người đáp ứng lại với mạng lệnh của Chúa. Those that are responding to your call. Chúng con vùng dậy để tỏa sáng ra. We will arise and shine. Vì sự sáng của chúng con đã đến. For our light has come. Và sự vinh quang của Ngài đã đến trên chúng con. And your glory is in the presence of us. Xin sự vinh quang của Chúa, Thánh Linh của Ngài đến trên mỗi anh chị em chúng con một cách tươi mới trong buổi tối hôm nay. May the glory of God, the Holy Spirit, refresh in us. Để chúng con hết thảy sẽ kinh nghiệm sự tươi mới trong ơn của Ngài. That we would experience the refreshing in you. Con cầu nguyện trong thời gian này. I pray this in the name and this time. Quyền lực đang cảm động trong chúng con. The power that's working within us. Xin trỗi dậy ở trong chúng con. Arise in us. Và hành động một cách lớn lao. And work in a great way. Để bên ngoài chúng con được mặc lấy quyền phép từ nơi Chúa. So that we would be clothed in your power. Bên trong chúng con được đầy dẫy quyền năng của Ngài tác động. And within ourselves, we are filled with your power. Để anh ấy trong chúng con thật sự được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ơn của Ngài. That each and every one of us would be truly filled with the power of the Holy Spirit. Sự cứu rỗi của nhiều người trong những ngày sắp đến. For the salvation of many in the days to come. Vì sự giúp đỡ mà nhiều người cần khi tiếp xúc và đụng chạm đến với đời sống của chúng con. And so those that would we be in contact with. Xin tuôn đổ sự hiện diện của Ngài trên mỗi chúng con trong thời gian này. Sin overflow in us, your presence in our life. Chúng con chúc Ngài. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thank you, God. Anh chị em hãy bày tỏ với Chúa anh chị em khao khát đến mức độ nào. Brother and sister, show God how hungry you are. Chúa ngày đáp ứng lại ở trên sự khao khát của chúng ta. Because God will answer according to how thirsty we are. Chúng ta càng khao khát chúng ta. The more we're thirsty and hungry for Him, the more He'll fill us up. Chúng ta càng giao phó Chúa, Ngài càng kiểm soát chúng ta. The more we give to God, God will fill. Ngài hành động. God works. Phần của chúng ta đáp ứng ở trong ơn của Chúa. And our part is to respond. Cảm ơn Chúa. Amen. Thank you, God. Hallelujah. Anh chị em mở miệng ra và xin Chúa đi để Chúa Ngài sẽ thấy tấm lòng của chúng ta. Bày tỏ sự khao khát ở trong ơn của Ngài để Chúa Ngài có thể làm việc ở trên chúng ta ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa chúng con. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.